Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt phần mềm Mintybit để bạn có thể sở hữu Bitcoin trên máy tính của mình. Đầu tiên thì bạn cần download phần mềm Mintybit tại website mintybit.org và cài phần mềm Windows Installer ở đây. Thì sau khi bạn click vào và cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy một biểu tượng phần mềm Mintybit ở trên máy tính của mình. Và khi bạn mở lên thì giao diện sẽ như trong hình. Đầu tiên thì bạn cần tạo mới một ví. Bạn có thể lưu trữ Bitcoin trên nhiều ví khác nhau để đảm bảo chống rủi ro. Và khi chúng ta click vào một ví mới như thế này thì chúng ta sẽ chọn nơi để lưu trữ ví của bạn. Thì cách an toàn nhất là bạn nên lưu trữ ví của bạn trong một thư mục Dropbox. À, chúng ta sẽ thử lưu trữ trong một Dropbox một cái ví có tên là ví số 1 chẳng hạn. Và bạn sẽ đặt tên cho ví mình ở đây. Và như vậy là chúng ta đã vừa tạo ra xong một cái ví cho bạn có thể lưu trữ Bitcoin. Và ở đây bạn sẽ nhìn thấy các menu là gửi, là bạn sẽ gửi Bitcoin đi đến một ví khác. Yêu cầu nghĩa là bạn sẽ nhận Bitcoin từ người khác. Để có thể nhận Bitcoin từ người khác thì bạn sẽ gửi địa chỉ ví của bạn. Đây là địa chỉ ví, your address. Bạn click vào nút này, copy. Và khi bạn gửi địa chỉ này cho người khác thì họ có thể gửi Bitcoin đến ví của bạn. Và ở đây là danh sách các giao dịch mà bạn đã thực hiện trên ví này. Để có thể gửi tiền hoặc nhận tiền từ người khác thì và máy tính của bạn phải kết nối vào Internet. Và ở góc trái chúng ta sẽ nhìn thấy là tình trạng bạn đang online, có nghĩa là bạn đang kết nối vào hệ thống. Ở góc phải phía trên thì có tỷ giá đồng Bitcoin so với tiền đô được cập nhật trực tiếp từ sàn MTGOS. Sau khi có ví thì bạn sẽ tiến hành là cài đặt password cho ví để tránh tình trạng là người khác sẽ lấy tiền của bạn. Thì bạn sẽ vào phần File S password và bạn sẽ điền password của bạn vào đây. Và click vào nút S password. Và bạn lưu ý hãy lưu password này một nơi an toàn và đảm bảo là bạn không quên. Bởi vì nếu bạn quên password này thì bạn sẽ mất toàn bộ số tiền trong ví vì không có cách nào có thể lấy tiền Bitcoin từ trong ví ra được nếu không có password. Sau khi được có password thì ví của bạn đã được bảo vệ. Mỗi khi bạn gửi tiền từ ví của bạn đến một nơi nào khác thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp password. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là cần tạo một cái bản backup. Thực tế thì khi bạn lưu password lưu ví ở trong Dropbox thì nó đã an toàn rồi. Tuy nhiên bạn cũng có thể thỉnh thoảng là tạo một cái bản sao lưu cho ví của mình để đề phòng bất trắc. Thì để có thể backup ví của bạn, bạn sẽ vào phần Tools Export Private Key. Bạn sẽ cần phải điền password của ví để có thể sao lưu cái ví này đi nơi khác. Và ở đây thì bạn cũng có thể điền một cái password để chống cái tình trạng là người khác có thể lấy được cái file backup của bạn và họ nhập vào cái ví của họ. Mà có thể dùng một cái password khác hoặc là sử dụng password chung với password cũ cũng không sao. Bạn click vào nút Export Private Key. Và như vậy thì cái file backup của bạn đã được lưu ở cái thư mục này. Thư mục Dropbox ví số 1.key, đây là cái file backup ví của bạn. Và sau khi backup xong thì ví của bạn đã sẵn sàng để sử dụng và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình bạn giao dịch với Bitcoin. Bạn có thể thực hiện lại quy trình này với một cái ví mới và bạn sẽ tạo nhiều ví như vậy và phân tán số tiền mình ở các ví khác nhau.